Mến chào tất cả quý vị đến với kênh Thầy Thắng Công Chức. Xin mời quý vị cùng chương trình khám phá nội dung sau đây. Quý vị thân mến, mới đây cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đã kết thúc với chiến thắng áp đảo của ứng cử viên Đảng Cộng Hòa Donald Trump. Thế nhưng, thứ chiếm sóng nhiều nhất trên mạng xã hội không phải là những chính sách kinh tế hay cuộc đối đầu giữa Mỹ và Trung Quốc, mà là cái tên Ukraine. Đa phần trong đó là những bức ảnh về Tổng thống Zelensky. Điều này khá dễ hiểu khi mà Tổng thống Donald Trump đã không hề úp mở mà nói thẳng về vấn đề xung đột Nga và Ukraine. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ không nói về việc Ukraine sẽ xoay sở ra sao, mà kênh muốn bàn tới quý vị về một vấn đề khác, đó là cái giá của sự phụ thuộc. Trước khi chúng ta bắt đầu nội dung chính, rất mong quý vị dành chút thời gian để nhấn vào nút thích ngay bên dưới video. Mỗi lượt thích, mỗi bình luận từ quý vị không chỉ là nguồn động viên to lớn, mà còn là động lực giúp đội ngũ chúng tôi tiếp tục mang đến những nội dung giá trị hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành và ủng hộ quý báu của quý vị. Giờ thì xin mời quý vị cùng khám phá những thông tin thú vị và hấp dẫn ngay sau đây. Đầu tiên phải quay trở về mốc chiều ngày 5 tháng 11. Phát biểu trước đông đảo người ủng hộ ngay sau khi tuyên bố chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, ông Donald Trump đã nói: "Chúng ta không có chiến tranh, ngoại trừ cuộc chiến chống tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS. Tôi sẽ không phát động một cuộc chiến nào cả. Tôi sẽ ngăn chặn mọi cuộc chiến tranh." Với nhiều người, đây chỉ là một câu nói bình thường. Thế nhưng đối với nhiều người khác, đây là thời khắc mà cả bầu trời sụp đổ. Quay trở lại thời điểm giữa năm 2024, ông Trump đã lần đầu tiên nhắc đến việc kết thúc chiến tranh giữa Nga và Ukraine trong 24 giờ. Vào thời điểm đó, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ rằng ông này chỉ đang màu mè khi tranh cử mà thôi. Thế nhưng càng về sau, người ta càng thấy rằng ông đã thực sự có kế hoạch để làm điều này. Và ông ta nói được thì làm được. Hơn nữa, đây là bầu cử Tổng thống Mỹ, mọi lời nói đều là lời cam kết và nói là phải khả thi, chứ không thì chẳng ai nghe. Về chi tiết kế hoạch kết thúc chiến tranh, kênh mình đã có video rồi, quý vị có thể tìm xem. Còn ở đây, mình sẽ chỉ tóm tắt đại ý được Thượng nghị sĩ J.D. Vance, người đã liên danh với ông Trump ngay từ đầu chiến dịch tranh cử, chia sẻ. Tạm bỏ qua các đoạn mà ông này chỉ trích chính quyền ông Joe Biden, thì đại ý như sau. Thứ nhất là thiết lập vùng phi quân sự. Theo đó, cách mà ông Trump xử lý vấn đề này có thể bao gồm việc thiết lập một khu phi quân sự trên phần lãnh thổ Ukraine hiện đang do Nga chiếm giữ. Theo ông Vance, chia sẻ trên kênh YouTube The Show Ryan Show, vào hôm 11 tháng 9, tôi nghĩ nó sẽ như thế này. Ông Trump ngồi xuống nói chuyện với người Nga, người Ukraine và người châu Âu. Các ông cần vạch ra đường đi nước bước, một giải pháp hòa bình như thế nào nhỉ? Có thể đó sẽ là đường phân giới hiện tại giữa Nga và Ukraine sẽ trở thành một khu phi quân sự. Ông Vance bổ sung, nó sẽ được xây dựng thật là kiên cố để người Nga không thể đưa quân qua được. Ông Vance nói tiếp, theo phương án hòa bình này, Ukraine vẫn sẽ duy trì được nền độc lập của mình bằng việc chấp nhận, bảo đảm trung lập, nghĩa là Ukraine sẽ không gia nhập khối quân sự NATO hoặc là những thể chế liên minh khác. Thứ hai là thiết lập ra một khoảng xám, không chấp nhận tổn thất sinh mạng Mỹ. Nói một cách dễ hiểu, đó là thay đổi cách đánh giá và cách tiếp cận cuộc chiến này. Dưới thời Tổng thống Joe Biden, các phương tiện truyền thông và chính phủ thì gọi quân Nga là tiến hành một cuộc xâm lược, còn ông Trump thì cho rằng Nga không nên phát động chiến dịch quân sự đặc biệt. Tuy nhiên, bản thân Ukraine thì cũng có nhiều vấn đề. Theo ông Trump, nước Mỹ đang phải chi quá nhiều tiền trong một kịch bản Ukraine sẽ đánh bại Nga, điều mà ông cho rằng đến chính người Ukraine cũng chẳng có niềm tin. Thay vào đó, ông cho rằng nước Mỹ sẽ không can dự vào Ukraine nữa, không một khoản đầu tư nào và đặc biệt không có sự hiện diện của người Mỹ tại Ukraine. Tóm lại, kế hoạch của ông Trump gần như đáp ứng mọi điều kiện mà Tổng thống Putin đã đề ra trước đó. Ukraine sẽ chịu mất lãnh thổ để giữ thế trung lập và phải thành lập một khu vực phi quân sự tại vùng mà Nga đang kiểm soát. Cũng theo ông Vance tiết lộ, ông Trump đã chuẩn bị sẵn cả kế hoạch tái thiết Ukraine sau khi chiến tranh kết thúc, và chủ yếu là để trả nợ cho Mỹ. Nói chung, đây là câu chuyện muôn thuở trong bàn cờ các nước lớn khi mà các nước nhỏ bị gạt ra khỏi bàn cờ lợi ích của họ. Chi tiết về điều này, kênh đã từng có nhiều video, quý vị cũng có thể tìm xem lại. Và nếu mọi thứ diễn ra không đúng như những gì mà ông Vance chia sẻ, thì ta có thể hiểu rằng Ukraine đang quá phụ thuộc vào cuộc mặc cả giữa Nga và Mỹ, và họ không có một lựa chọn nào khác ngoài việc tuân thủ theo. Một lý do dễ hiểu nhất là vì hiện nay,
100% vũ khí và 50% nguồn lực ngân sách của họ đang đến từ viện trợ. Và các phân tích đều chỉ ra rằng nếu không có viện trợ của Mỹ nữa, thì chính quyền của ông Zelensky khó mà có thể tồn tại. Đó là câu chuyện của Ukraine. Nhìn vào đây, tôi chợt nhớ tới lời của cố Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh hồi đầu cuộc chiến khi ông nói về Ukraine. Ông đã nhận định như sau: Ukraine sẽ tan nát sau cuộc chiến này, và trước mắt là một tương lai lệ thuộc, mất ổn định, xung đột, thậm chí là nội chiến lâu dài. Vậy nhìn về tương lai của Ukraine, quý vị có cho rằng nhận định của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh về một viễn cảnh bất ổn và xung đột kéo dài là điều khó tránh khỏi? Và quý vị tin rằng tình hình có thể chuyển biến tích cực hơn nếu một thỏa thuận hòa bình được thiết lập? Quý vị đừng ngần ngại chia sẻ ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé! Lịch sử đã chứng minh rằng hầu hết các cuộc chiến đấu diễn ra trên lãnh thổ của một nước nhỏ hơn, và dù kết quả có thắng hay bại, thì nước nhỏ hơn luôn là nước chịu thiệt hại khổng lồ. Lấy ví dụ điển hình, hãy nhìn vào chính đất nước của chúng ta. Dù Việt Nam đã đẩy lùi được quân Trung Quốc trong cuộc chiến tranh biên giới năm 1979 và cũng đã gây cho họ một thiệt hại về nhân mạng khủng khiếp, thế nhưng ngược lại, gần như toàn bộ thị trấn, làng mạc, các khu công nghiệp của Việt Nam tại biên giới phía Bắc đều bị tàn phá, thậm chí là phá hủy hoàn toàn. Việt Nam vốn đã kiệt quệ sau hơn 30 năm chiến tranh, nay lại càng lâm vào thế khó hơn. Quan trọng hơn, đó là 10 năm biên giới đã trở thành thao trường khổng lồ với hàng trăm ngàn quân luôn phải đóng tại đây, gây ra những gánh nặng khủng khiếp về kinh tế. Định lý này luôn đúng ở mọi thời điểm. Trước hết, Ukraine sẽ mất khoảng 20% lãnh thổ, sự suy giảm dân số khi mà cả chục triệu người đã rời khỏi đất nước. Một đất nước tan hoang, đổ nát với 100% cơ sở công nghiệp, 70% cơ sở năng lượng bị phá hủy hoàn toàn. Đó là còn chưa kể tới các khoản nợ mà họ sẽ phải gánh trong hàng chục năm nữa, khi mà các khoản viện trợ này đều không hề miễn phí đâu. Còn với Nga hay châu Âu, kinh tế của họ có thể bị tổn thất vì trừng phạt lẫn nhau, nhưng cơ sở nền tảng thì vẫn còn đó. Quan trọng hơn, như tôi đã nói ở nhiều video trước, các hoạt động làm ăn giữa họ vẫn diễn ra như chưa hề có cuộc chiến tranh. Nhiều người có thể bất ngờ, nhưng với nước Mỹ thì không. Vì cái chuyện ôm con bỏ chợ đã trở thành chuyện thường như huyện ở Mỹ rồi. Chắc hẳn người Việt Nam vẫn còn chưa quên. Năm 1974, họ đã mặc kệ cho Trung Quốc chiếm Hoàng Sa, vốn đang thuộc quyền kiểm soát của Việt Nam Cộng Hòa. Năm 2021, họ lại tiếp tục bỏ mặc đồng minh Afghanistan cho Taliban kéo quân về thủ đô. Và giờ đây, Ukraine lại đang đi vào đúng vết xe đổ đó khi họ đang có những kế hoạch riêng với Nga mà chẳng thèm tham khảo ý kiến của Kiev. Thực tế thì Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhiều lần lên tiếng khi được hỏi về vấn đề đàm phán kết thúc chiến tranh. Đó là nếu đàm phán thì chúng tôi sẽ đàm phán với ai đây? Và nếu ta nhìn vào kế hoạch được Tổng thống Trump đề ra thì nó chẳng khác nào là đang giúp Nga chiến thắng và Mỹ thì rút chân khỏi đây. Vào đầu cuộc chiến, mục tiêu mà Nga đề ra khi mới phát động chiến tranh đó là: thứ nhất, phi quân sự hóa Ukraine, ngăn chặn chủ nghĩa tân phát xít. Thứ hai, buộc Ukraine phải trung lập, hay nói cách khác là không được gia nhập NATO hay bất kỳ một tổ chức nào tương tự. Về phần phi quân sự hóa, họ đã thành công phần nào rồi đấy, khi mà, như mình đã nói ở trên, 100% vũ khí và 50% nguồn lực ngân sách của Ukraine đến từ viện trợ. Tức là hiện tại họ chỉ còn có thể nuôi được một nửa bộ máy của chính mình. Còn về yếu tố thứ hai, ông Trump làm hộ Nga luôn rồi. Đó là còn chưa kể tới việc Ukraine sẽ trở thành một nước kiệt quệ, với những khoản nợ ngập đầu khiến họ không thể nào ngóc dậy nổi trong hàng chục năm tới. Hiện tại, chính quyền ông Biden đang tìm mọi cách để đưa những khoản tiền cuối cùng còn có thể cho Ukraine. Tờ Politico dẫn lời các quan chức Nhà Trắng cho biết chính quyền Tổng thống Mỹ hiện tại Joe Biden đang có 4,3 tỷ đô la để sử dụng, cung cấp vũ khí từ kho dự trữ quân đội và 2,1 tỷ đô la tiền mặt khác để mua vũ khí theo hợp đồng với các công ty quốc phòng Mỹ. Đồng thời, ông Joe Biden cũng đang thúc đẩy Quốc hội Mỹ thông qua gói viện trợ 9 tỷ đô la cho Kiev trước tháng 1 năm 2025, tức là trước khi ông rời khỏi Nhà Trắng. Cũng theo tờ Politico, các quan chức tiết lộ gói viện trợ này nhằm đảm bảo rằng Ukraine cũng có một trạng thái tốt nhất trước khi ông Trump nhậm chức vào tháng 1 năm 2025. Kế hoạch này là lựa chọn duy nhất để duy trì dòng vũ khí tới Ukraine, nhưng vẫn còn những thách thức rất lớn khác. Lầu Năm Góc sẽ mất thêm nhiều tháng để chuyển giao khí tài cho Ukraine và vị Tổng thống tiếp theo có thể sẽ dừng viện trợ bất cứ lúc nào.
Nguồn tin của tờ Politico tiết lộ, kể từ tháng 2 năm 2022, tức là đầu cuộc chiến, Quốc hội Mỹ tổng cộng đã phê duyệt hơn 174 tỷ đô la để hỗ trợ cho Ukraine trong cuộc chiến với người Nga. Còn theo số liệu tổng kết tính đến tháng 4 năm 2024, tổng viện trợ từ 57 quốc gia cho Ukraine đã lên tới 380 tỷ đô la. Lưu ý con số này còn chưa tính tới viện trợ nhân đạo của nhiều quỹ từ thiện và các tổ chức phi chính phủ khác. Ông Trump thì đã nhiều lần phát biểu rằng nước Mỹ đã quá ngán ngẩm với cuộc chiến của Ukraine rồi, và ông cũng chỉ trích chính sách của ông Biden cũng như nhiều nước châu Âu khác. Dù không muốn bị nói là suốt ngày lôi cái thây ma Việt Nam Cộng Hòa ra để mà khen chê, nhưng ta cũng có thể thấy rằng lịch sử dường như đang lặp lại hồi năm 1975. Khi Hoa Kỳ tỏ rõ thái độ bỏ rơi, Nguyễn Văn Thiệu đã công khai toàn bộ những bức thư, những lời cam kết cá nhân của Richard Nixon với ông ta. Thế nhưng ngay sau đó cuối cùng, Mỹ đã bác bỏ những lá thư này. John Nixon đã phải từ chức vì dính vào bê bối, Westgate, và ông Thiệu thì cũng chẳng còn biết làm gì ngoài việc cam chịu. Đến khi từ chức, ông ta đã đổ dồn hết mọi sự uất ức của mình vào bài phát biểu vào tối ngày 21 tháng 4 năm 1975. Tôi từng nói với người Mỹ, mấy ông bảo chúng tôi làm những việc mà chính mấy ông còn chẳng làm được với nửa triệu lính, binh hùng tướng mạnh, xài gần 300 tỷ đô la Mỹ kim trong 6 năm trời. Nếu các ông không muốn nói là bị Cộng sản đánh bại ở Việt Nam, thì cũng phải nói một cách khiêm nhường là mấy ông không có thắng. Mấy ông chỉ tìm một cái lối thoát danh dự thôi. Thì bây giờ, với cái quân đội này, súng thiếu, đạn thiếu, thuốc thiếu, xăng thiếu, máy bay thiếu, lại chẳng có B-52, mà các ông lại bảo tôi làm chuyện đội đá vá trời. Có khác gì mấy ông cho tôi 3 Mỹ kim mà bảo tôi đi máy bay hạng nhất, ở phòng ngủ có giá một ngày 30 Mỹ kim, ăn một ngày 4-5 miếng thịt bò, uống một ngày tới 8 ly rượu. Không làm được, phi lý. Còn với Ukraine, dù chưa rõ ông Trump sẽ tiến hành các bước tiếp theo như thế nào, nhưng theo nhận định của các chuyên gia, phương pháp tối hậu thư là phương pháp khả thi nhất. Hiểu đơn giản, ông Trump sẽ gửi thư gây sức ép lên cả hai bên chấp nhận những điều kiện mà ông ta đã đưa ra, đi kèm với đó là các động thái răn đe như cắt viện trợ với Ukraine hoặc siết chặt trừng phạt với Nga nếu như một trong hai bên không chịu nghe lời. Đối với Ukraine, ông sẽ hối thúc Tổng thống Zelensky phải ngồi vào bàn đàm phán thông qua ảnh hưởng từ sự hậu thuẫn của Mỹ. Còn đối với Nga, ông ta có thể đe dọa điều ngược lại. Mỹ có thể bất ngờ mở rộng sự ủng hộ dành cho Ukraine và khơi mạnh lại cuộc chiến tranh kinh tế nhắm vào Nga. Tối hậu thư như vậy có khả năng đạt được hiệu quả cao. Và thực tế thì đây cũng là con bài quen thuộc của họ. Ví dụ vào năm 1973, khi ông Thiệu nhất quyết không chịu ký vào bản Hiệp định Paris theo điều khoản của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Cộng hòa miền Nam Việt Nam, Nixon và Henry Kissinger đã gây nhiều áp lực để ép Thiệu phải ký. Đỉnh điểm là lá thư ngày 14 tháng 1 năm 1973, Nixon đã viết như sau. Tôi nhất quyết cho phê chuẩn hiệp định vào ngày 23 tháng 1 và sẽ ký nó vào ngày 27 tháng 1 năm 1973 tại Paris. Tôi sẽ làm việc này dù phải làm một mình. Trong trường hợp đó, tôi sẽ công khai tố cáo chính phủ của ngài làm cản trở cho công cuộc hòa bình tại Việt Nam. Kết quả không tránh khỏi sẽ là việc cắt viện trợ quân sự và kinh tế lập tức, và dù có thay đổi về nhân sự trong chính phủ của ngài thì cũng không thể cứu vãn được. Trong cuốn sách Khi đồng minh tháo chạy, Nguyễn Tiến Hưng, từng là trợ lý kiêm cố vấn đặc biệt của Thiệu, đã viết: thay đổi về nhân sự đồng nghĩa với đảo chính, và phần còn lại là lịch sử, có nghĩa rằng kể cả đảo chính thay đổi Thiệu, họ cũng sẽ làm để đạt được đàm phán. Một điều trùng hợp là ngay sau lời phát biểu chiến thắng của ông Trump, phía Điện Kremlin đã đánh tiếng rằng họ sẵn sàng đàm phán với chính quyền mới của Hoa Kỳ. Chúng ta thì không thể biết rằng liệu Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Putin có đi đêm với nhau hay không, và bàn những gì. Thế nhưng chắc chắn là Ukraine đã bị gạt ra rìa trong cuộc mặc cả giữa các nước lớn. Thực tế thì vào năm 2020, khi đàm phán với Taliban, chính quyền Afghanistan do họ dựng lên cũng đã bị gạt ra khỏi thỏa thuận Doha. Tổng kết lại, chúng ta nhìn nhận lại sự việc hiện tại và lịch sử không phải là để vỗ ngực tự đắc, cũng chẳng phải đưa cái thây ma Việt Nam Cộng Hòa ra để mà khen chê, mà là chúng ta cần nhìn vào đó để thấy được bài học. Khi phải phụ thuộc thì sẽ bị đối xử một cách rẻ rúng như thế nào, để từ đó chúng ta không bao giờ được phép quên lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh ta. Ta có mạnh thì họ mới chịu đếm xỉa, ta yếu thì ta chỉ là một khí cụ trong tay của kẻ khác, dẫu kẻ ấy có thể là bạn đồng minh của ta vậy.
Quý vị thân mến, liệu Việt Nam sắp được trải nghiệm Internet vệ tinh Starlink của tỷ phú Elon Musk? Câu hỏi này đang gây xôn xao dư luận sau chuyến công du Mỹ của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Chuyến đi này đã mở ra nhiều cơ hội hợp tác công nghệ đầy hứa hẹn, đặc biệt là cuộc gặp gỡ giữa Thủ tướng và đại diện SpaceX, tập đoàn vũ trụ của Elon Musk, người ấp ủ tham vọng phủ sóng Internet toàn cầu. Sự kiện này cho thấy Việt Nam đang ngày càng thu hút sự quan tâm của các ông lớn công nghệ, hứa hẹn một tương lai số sôi động với nhiều đột phá. Việc Starlink, mắt thần công nghệ của Elon Musk, có thể sớm xuất hiện tại Việt Nam là một tín hiệu đáng mừng, mở ra khả năng tiếp cận Internet tốc độ cao cho mọi người dân, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia. Vậy công nghệ của Starlink khác biệt gì so với Internet truyền thống mà chúng ta đang sử dụng? Liệu chi phí sử dụng Internet Starlink sẽ ra sao? Có phù hợp với người dân Việt Nam không? Nếu quý vị khán giả có chung thắc mắc, hãy cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Quý vị hãy dành một nút thích để tiếp thêm động lực cho chúng tôi chia sẻ nhiều nội dung ý nghĩa hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành quý báu của quý vị. Giờ thì chúng ta hãy cùng khám phá những điều thú vị sau nhé! Tin vui cho những người dùng Internet Việt Nam. SpaceX, công ty của Elon Musk, đang lên kế hoạch đầu tư 500 triệu đô la để triển khai hệ thống Internet vệ tinh Starlink tại Việt Nam. Không chỉ dừng lại ở đó, sau cuộc gặp với Thủ tướng Phạm Minh Chính, SpaceX còn nhận được đề xuất xây dựng nhà máy sản xuất thiết bị viễn thông ngay trên đất nước hình chữ S. Chính phủ Việt Nam thể hiện rõ sự ủng hộ đối với dự án này và cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi cho việc triển khai Starlink và xây dựng nhà máy. Khoản đầu tư nửa tỷ đô la cùng với việc xây dựng nhà máy được kỳ vọng sẽ là cú hích mạnh mẽ cho hạ tầng viễn thông Việt Nam, mang lại Internet tốc độ cao cho mọi người dân, đặc biệt là ở những vùng sâu vùng xa, đồng thời tạo ra nhiều việc làm, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và góp phần đưa Việt Nam trở thành trung tâm công nghệ trong khu vực. Đây được xem là bước đi chiến lược của chính phủ trong việc thu hút đầu tư nước ngoài và phát triển ngành công nghệ cao. Starlink, hệ thống Internet vệ tinh đầy tham vọng của Elon Musk với hơn 3.335 vệ tinh đang hoạt động, chiếm hơn 50% tổng số vệ tinh toàn cầu, đang góp phần đưa Việt Nam tiến gần hơn đến mục tiêu trở thành trung tâm công nghệ hàng đầu khu vực. Hiện Starlink đang phục vụ hàng triệu người dùng tại 45 quốc gia. Để đạt được thành công này, SpaceX đã đầu tư 10 tỷ đô la trước khi Starlink sinh lợi và dự kiến sẽ tiếp tục rót thêm 30 tỷ đô la để mở rộng vùng phủ sóng Internet ra toàn cầu, trừ hai vùng cực. Sự xuất hiện tiềm năng của Starlink tại Việt Nam là tín hiệu tích cực cho cả người dùng Internet và sự phát triển công nghệ trong nước, thúc đẩy quá trình hội nhập công nghệ toàn cầu của Việt Nam. Với hơn 60% thị phần phóng vệ tinh toàn cầu tính đến tháng 7 năm 2022, SpaceX đang khẳng định vị thế dẫn đầu trong cuộc đua Internet vệ tinh. Khả năng phóng tới 60 vệ tinh mỗi chuyến bay cho phép SpaceX nhanh chóng mở rộng mạng lưới Starlink, với hơn 1.000 vệ tinh được phóng chỉ trong nửa đầu năm 2023, nâng tổng số lên gần 5.000 kể từ năm 2019. Tham vọng của SpaceX còn vươn xa hơn với kế hoạch vận hành hơn 42.000 vệ tinh hướng tới mục tiêu thống lĩnh thị trường Internet toàn cầu. Starlink không chỉ vượt trội về hạ tầng mà còn về tốc độ, nhanh hơn từ 40 đến 50% so với băng thông rộng truyền thống tại Anh và Úc, theo Ookla. Hứa hẹn một kỷ nguyên kết nối mới không giới hạn bởi vị trí địa lý. Thị trường liên lạc vệ tinh đang bùng nổ, với Starlink của SpaceX đóng vai trò chủ chốt. ZeroPoint dự đoán số lượng người dùng Internet vệ tinh sẽ tăng từ 71 triệu vào năm 2022 lên 153 triệu vào năm 2031. Trong khi Morgan Stanley dự báo thị trường này sẽ đạt 95 tỷ đô la vào năm 2040, tăng gấp 13 lần so với năm 2020. Starlink đang mở rộng vùng phủ sóng, hứa hẹn mang Internet tốc độ cao đến mọi nơi, kể cả vùng sâu vùng xa. Đồng nghĩa, Apple cũng bày tỏ sự quan tâm đến Việt Nam, tập trung vào sản xuất và đào tạo nguồn nhân lực. Cuộc gặp giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo Apple cho thấy Việt Nam đang nỗ lực thu hút đầu tư từ các tập đoàn công nghệ lớn. Apple cam kết hỗ trợ năng lượng sạch và đào tạo nhân lực phát triển phần mềm, khẳng định niềm tin vào tiềm năng và chất lượng nhân lực Việt Nam hướng tới hợp tác lâu dài. Trong chuyến công du Mỹ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp gỡ lãnh đạo các tập đoàn công nghệ lớn như Apple, Boeing và Google. Hiện Apple có 32 nhà máy đối tác tại Việt Nam với kim ngạch xuất khẩu 30 tỷ đô la vào năm 2022.
Thủ tướng đề xuất hợp tác chiến lược nhằm nâng cao vị thế Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu của Apple. Cụ thể, Thủ tướng khuyến khích Apple mở rộng đầu tư nội địa hóa sản xuất, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam đóng vai trò cầu nối, thu hút thêm đầu tư từ Mỹ và xem xét thành lập trung tâm nghiên cứu và phát triển tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia. Apple cũng đồng ý đẩy mạnh sử dụng năng lượng sạch và đào tạo nhân lực công nghệ cao tại Việt Nam. Những nỗ lực này thể hiện tầm nhìn của chính phủ trong việc phát triển công nghệ cao và hội nhập quốc tế. Với Boeing, Thủ tướng nhận được cam kết hợp tác chặt chẽ trong việc phát triển ngành hàng không Việt Nam, mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ hàng không cho người dân và mở rộng chuỗi cung ứng tại đây. Boeing cũng bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với chiến lược phát triển kinh tế hàng không của Việt Nam. Những cuộc gặp gỡ này khẳng định sức hút của Việt Nam đối với các tập đoàn công nghệ hàng đầu, hứa hẹn mở ra nhiều cơ hội phát triển mới cho đất nước. Việc Thủ tướng dành thời gian gặp gỡ cả Google càng khẳng định quyết tâm của chính phủ trong việc thu hút đầu tư công nghệ cao, biến Việt Nam thành điểm đến lý tưởng cho sự đổi mới và phát triển. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp gỡ lãnh đạo Boeing, Google và Simon Healthineer nhằm thúc đẩy đầu tư và phát triển công nghệ tại Việt Nam. Với Boeing, Thủ tướng đề nghị xây dựng trung tâm bảo dưỡng máy bay quy mô lớn và đảm bảo tiến độ giao hàng. Google, đại diện bởi ông Karan Bhatia, mong muốn hỗ trợ Việt Nam phát triển công nghệ số, đặc biệt là sản xuất điện thoại thông minh và điện tử, đồng thời đề xuất hợp tác về điện toán đám mây, dạy học trực tuyến và mở rộng đầu tư sản xuất. Thủ tướng hoan nghênh và cam kết hỗ trợ Google triển khai các dự án, nhưng cũng yêu cầu Google hợp tác, đảm bảo an ninh thông tin và đào tạo kỹ năng số cho người dân. Với sự đầu tư mạnh mẽ từ những ông lớn như SpaceX và Apple, Việt Nam đang đứng trước cơ hội vươn lên thành trung tâm công nghệ khu vực, mở ra một kỷ nguyên kết nối và đổi mới chưa từng có. Quý vị có tin rằng sự hiện diện của các tập đoàn này sẽ thúc đẩy mạnh mẽ nền kinh tế số và tạo ra những bước tiến vượt bậc cho công nghệ Việt Nam không? Quý vị hãy dừng lại ít phút để chia sẻ hiểu biết của mình xuống bên dưới phần bình luận nhé! Với Simon Healthineer, tập đoàn hàng đầu về thiết bị y tế hiện đại, Thủ tướng khẳng định tiềm năng to lớn của ngành y tế Việt Nam và khuyến khích tập đoàn đầu tư sản xuất thiết bị y tế công nghệ cao tại đây. Thủ tướng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuyển giao công nghệ từ Simon Healthineer cho các đối tác Việt Nam, góp phần nâng cao năng lực sản xuất thiết bị y tế trong nước. Simon Healthineer, tập đoàn công nghệ y tế hàng đầu thế giới, đã hiện diện tại Việt Nam và đang hỗ trợ hơn 1.000 cơ sở y tế, bao gồm các bệnh viện lớn như Chợ Rẫy, Bạch Mai và 108. Với mong muốn mở rộng hoạt động và chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn, Simon Healthineer nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ Thủ tướng Chính phủ, người bày tỏ niềm tin vào tiềm năng phát triển của ngành y tế Việt Nam. Sự hợp tác này không chỉ khẳng định sức hút của Việt Nam đối với các tập đoàn công nghệ lớn mà còn hứa hẹn nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân. Việc Simon Healthineer lựa chọn Việt Nam là một minh chứng rõ ràng cho thấy thị trường y tế Việt Nam ngày càng hấp dẫn, mở ra cơ hội tiếp cận công nghệ tiên tiến và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân. Quý vị thân mến, mới đây, thông tin Việt Nam triển khai dự án nhà máy nhiệt điện tỷ đô đã khiến cả thế giới xôn xao bàn tán. Đặc biệt khi dự án này có sự tham gia của 5 siêu cường, ai nấy đều muốn giành giật nó về tay mình. Vậy cụ thể, siêu nhà máy nhiệt điện này có gì đặc biệt mà lại nhận được sự quan tâm nhiều đến thế? Tại sao Việt Nam lại đổ nhiều tâm huyết cho dự án quy mô lớn như vậy? Đây chính là những vấn đề quan trọng mà chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Trước khi chúng ta bắt đầu nội dung chính, rất mong quý vị dành chút thời gian để nhấn vào nút thích ngay bên dưới video. Mỗi lượt thích, mỗi bình luận từ quý vị không chỉ là nguồn động viên to lớn mà còn là động lực giúp đội ngũ chúng tôi tiếp tục mang đến những nội dung giá trị hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành và ủng hộ quý báu của quý vị. Giờ thì xin mời quý vị cùng khám phá những thông tin thú vị và hấp dẫn ngay sau đây. Vâng, không để quý vị phải tò mò hơn nữa, siêu dự án mà chúng tôi vừa đề cập ở trên chính là dự án nhà máy nhiệt điện LNG Nghi Sơn đặt tại khu kinh tế Nghi Sơn, Thanh Hóa. Dự án có quy mô xây dựng bao gồm một nhà máy điện LNG công suất 1.500 MW, một bến cảng nhập khí LNG để chắn sóng dài khoảng 1 km và các công trình hạ tầng phụ trợ phục vụ cảng nhập LNG. Các công trình hạ tầng này bao gồm kho chứa LNG và trạm tái hóa khí trên bờ với quy mô một bồn chứa khoảng 230.000 m3. Một trạm tài hóa khí công suất khoảng 1,2 triệu tấn mỗi năm. Hạ tầng kỹ thuật kho chứa LNG
và trạm tài hòa khí xây dựng hệ thống đường ống dẫn khí từ trạm đến nhà máy điện LNG có công suất khoảng 1,2 triệu tấn mỗi năm. Diện tích thực hiện dự án dự kiến là khoảng 68,2 ha. Với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 58.026 tỷ đồng, tương đương gần 2,5 tỷ đô la. Địa điểm xây dựng dự án được đặt tại khu vực phía nam cảng Nghi Sơn, thuộc xã Hải Hà, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, với thời hạn hoạt động là 50 năm và dự kiến vận hành thương mại trước năm 2030. Được biết, trong tháng 11 năm 2023, Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà máy nhiệt điện LNG Nghi Sơn của 5 nhà đầu tư, đó là tổ hợp nhà đầu tư gồm Tập đoàn Điện lực lớn nhất Nhật Bản JERA và Tập đoàn Sovico Việt Nam. Tổ hợp nhà đầu tư gồm Tổng Công ty Điện lực Nam Hàn Quốc COSPO, Tổng Công ty Khí Hàn Quốc COGAS và Tập đoàn Xây dựng và Kỹ thuật DAEU ENC và Tổng Công ty Đầu tư Xây dựng và Thương mại Anh Phát, nhà đầu tư Tập đoàn Năng lượng Gulf từ Thái Lan, nhà đầu tư SK, E&S, Tập đoàn Công nghiệp Đa ngành đến từ Hàn Quốc và tổ hợp nhà đầu tư Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam và Tập đoàn TNT. Trong số các nhà đầu tư kể trên, tổ hợp nhà đầu tư JERA Sovico đã theo đuổi dự án từ năm 2020. Trong đó, Sovico, Tập đoàn Kinh tế Tư nhân hàng đầu Việt Nam, là nhà đầu tư đã đề xuất địa điểm cụ thể xây dựng nhà máy ở khu kinh tế Nghi Sơn. Sovico cũng gắn liền với tên tuổi của nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo, người đồng thời là yếu nhân tại hãng hàng không Vietjet và HD Bành. Liên doanh JERA giữa Tokyo Electric Power và Chubu Electric Power của Nhật Bản cũng đã thực hiện nhiều chuyến khảo sát thực địa và làm việc tích cực với lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa từ tháng 2 năm 2023 đến nay. Trước đó, công ty này đã tham gia các dự án năng lượng tái tạo ở khắp châu Á, bao gồm cả Ấn Độ Dương và Thái Lan. Tại Việt Nam, JERA đã tham gia vận hành nhà máy nhiệt điện khí từ năm 2005. Hiện nay, JERA đặt mục tiêu nâng công suất phát điện năng lượng tái tạo lên 5.000 MW vào năm 2025 và đang lên kế hoạch xây dựng nhà máy điện chạy bằng khí thiên nhiên hóa lỏng LNG và các cơ sở xếp dỡ LNG tại Việt Nam. Đối thủ lớn của JERA Sovico là tổ hợp nhà đầu tư gồm Tổng Công ty Điện lực Nam Hàn Quốc COSPO, Tổng Công ty Khí Hàn Quốc COGAS, Tập đoàn Xây dựng và Kỹ thuật DAEU ENC và Tổng Công ty Đầu tư Xây dựng và Thương mại Anh Phát. Tập đoàn Anh Phát là doanh nghiệp tư nhân có quy mô lớn nhất tại Thanh Hóa, hoạt động đa ngành với các trụ cột là nhập khẩu và kinh doanh xăng dầu, kinh doanh nước sạch, hạ tầng khu công nghiệp, đầu tư các khu nghỉ dưỡng du lịch và nhà hàng cao cấp. Tại khu kinh tế Nghi Sơn, ngoài nhà máy cung cấp nước sạch và tổng kho xăng dầu, doanh nghiệp này còn đang đầu tư dự án khu công nghiệp Đồng Vàng với tổng mức đầu tư hơn 2.500 tỷ đồng, đồng thời là chủ đầu tư khu vực bến số 3, 4 và 5 cảng Nghi Sơn với tổng mức đầu tư hơn 1.600 tỷ đồng. Tiếp đến, Tập đoàn Năng lượng Gulf từ Thái Lan là đối thủ tiềm năng khác của JERA Sovico. Suốt thời gian qua, Tập đoàn Kinh tế từ Thái Lan này và lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều chuyến thăm, tiếp xúc song phương để tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Thanh Hóa, trong đó có dự án nhà máy nhiệt điện LNG tại Nghi Sơn. Bên cạnh việc theo đuổi dự án LNG Nghi Sơn, Tập đoàn Năng lượng Gulf còn đánh tiếng đầu tư vào một nhà máy điện khí có nguồn vốn lên tới 5 tỷ đô la tại tỉnh Nam Định. Cuối cùng, nhà đầu tư SKE&S và tổ hợp liên doanh PV Power bắt tay cùng tập đoàn TNT là những nhân tố có thể gây bất ngờ trong cuộc đua đầy kịch tính này. Việc các ông lớn trên cạnh tranh giành dự án nhà máy điện khí Nghi Sơn cũng là điều hoàn toàn dễ hiểu khi Việt Nam có tiềm năng phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực này. Lý do là bởi, thứ nhất, Việt Nam có nguồn khí tự nhiên lớn, đủ năng lực tài chính, hạ tầng cơ sở và công nghệ điện khí hiện đại để phát triển mạnh các dự án liên quan. Vậy quý vị kỳ vọng dự án trị giá 1,5 tỷ đô la này sẽ mang đến những lợi ích gì cho Thanh Hóa và Việt Nam chúng ta? Theo quý vị, dự án này có thể giúp thúc đẩy tiềm năng phát triển nào cho khu vực và mang lại những thay đổi tích cực nào cho cộng đồng địa phương? Quý vị đừng ngần ngại chia sẻ ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Theo thống kê, cả nước hiện có 13 dự án điện LNG được Thủ tướng phê duyệt trong danh mục các dự án quan trọng ưu tiên đầu tư ngành điện tại quyết định số 500 trên QĐ-TTg. Đến năm 2030, Việt Nam dự kiến sẽ có 22.400 MW điện khí LNG, chiếm 14,9% tổng nguồn điện của cả nước với năng lực sản xuất 83 tỷ kWh. Đây sẽ là một trong những nguồn năng lượng trọng yếu giúp bảo đảm cung cấp ổn định và an toàn cho hệ thống điện quốc gia. Tổng Công ty Khí Việt Nam PVGas
thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Petro Việt Nam, là đơn vị có tiềm lực tài chính mạnh mẽ, sở hữu hệ thống cơ sở hạ tầng khí hiện đại và lớn nhất Việt Nam, bao gồm hệ thống đường ống vận chuyển và phân phối khí, các nhà máy xử lý khí, kho chứa sản phẩm lỏng LPG, condensate và CNG, LNG. Kết hợp với đó là gần 3.000 cán bộ, công nhân viên PV Gas có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm trong quản lý, vận hành hệ thống hạ tầng công nghiệp điện khí của quốc gia. Ngoài ra, sự quan tâm sát sao của Đảng, Chính phủ và các bộ ngành của Việt Nam dành cho việc phát triển thị trường LNG trong nước cũng là lý do tiếp theo thôi thúc các nhà đầu tư rót tiền vào dự án nhà máy khí LNG tại Nghi Sơn. Điều này là cơ sở quan trọng để các nhà đầu tư dễ dàng thông qua hành lang pháp lý và thúc đẩy sự phát triển của LNG tại Việt Nam, đặc biệt khi chính phủ đang xây dựng và ban hành các cơ chế chính sách ưu đãi để đưa LNG vào Việt Nam nhanh chóng nhất. Chính sách này của chính phủ Việt Nam xuất phát từ nhu cầu chuyển đổi sang năng lượng sạch cho quốc gia, vì thực tế cho thấy điện khí LNG là loại năng lượng được kỳ vọng giúp giảm phát thải carbon, qua đó giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực lên môi trường và bầu khí quyển. Điện khí LNG còn có ưu điểm linh hoạt, đảm bảo nguồn cung không bị gián đoạn do thời tiết và được coi là nhiên liệu cầu nối trong quá trình chuyển dịch từ năng lượng hóa thạch sang các loại nhiên liệu xanh, sạch, thân thiện với môi trường. Điều này nhằm đảm bảo mục tiêu an ninh năng lượng cho sự phát triển bền vững của Việt Nam sau này. Hiện nay, khí thiên nhiên hóa lỏng LNG được sử dụng rộng rãi ở nhiều lĩnh vực, đặc biệt là để thay thế khí khô, phục vụ cho nhu cầu khí của các nhà máy điện trong nước. Đầu tư vào dự án nhà máy nhiệt điện LNG tại Thanh Hóa không chỉ góp phần vào việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế xã hội, mà còn là xu thế góp phần giảm thiểu tác động tiêu cực lên môi trường tại địa phương nói riêng và cả nước nói chung. Hy vọng rằng trong tương lai, chính phủ Việt Nam sẽ nhanh chóng lựa chọn được nhà đầu tư lý tưởng cho dự án nhà máy điện khí Nghi Sơn tỷ đô, đồng thời nhanh chóng thi công và hoàn thiện công trình để thúc đẩy ngành năng lượng sạch tại Việt Nam phát triển mạnh mẽ. Quý vị thân mến, vừa rồi là những phân tích của kênh. Nếu quý vị đồng ý với những phân tích trên của kênh, quý vị hãy để lại một dấu chấm sành điệu xuống bên dưới phần bình luận nhé. Cảm ơn quý vị đã ở lại theo dõi video đến phút cuối cùng. Thay mặt đội ngũ kênh Thầy Thắng Công Chức, từ tận đáy lòng, ban biên tập chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Quý vị đừng quên ấn đăng ký kênh để ủng hộ và theo dõi mỗi ngày nhé. Bây giờ mời quý vị xem thêm những video hay nhất của kênh Thầy Thắng Công Chức đang được hiển thị trên màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở video lần sau.